Bộ trưởng Lương Tâm Quang và Bộ Công an đã tiếp tục yêu cầu các tỉnh thành phố cung cấp hồ sơ tham dự đấu thầu của công ty cây xanh công minh. Một mà chỉ dấu cho thấy sắp bùng nổ một đại án. Tiếp tục, Bộ trưởng Lương Tâm Quang đã có thư khen vụ triệt phá chuyên án hồ sơ giả bệnh tâm thần. Bộ trưởng Bộ Công an vừa có thư khen Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an các địa phương triệt phá vụ đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ để tạo dựng hồ sơ bệnh án tâm thần, kết luận giám định tâm thần sai thực tế cho các đối tượng phạm tội xảy ra tại viện pháp y tâm thần trung ương biên hòa. À, trước các anh chị động thái này cho thấy vị tân bộ trưởng bộ công an đã tiếp nối con đường của bộ trưởng bộ công an tô lâm nay là chủ tịch nước đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực đến tận cung không có dùng cấm và tập trung đánh một vụ án tham nhũng để cảnh tỉnh để làm rõ tội phạm của một người một nhóm người đồng thời làm cảnh tỉnh cả một dùng một phương diện nào đó như bộ trưởng tô lâm dạo nào đã từng phát biểu và hôm nay tân bộ trưởng bộ công an đã quyết tâm đi vào hai vùng tối bấy lâu nay hai vùng tối bấy lâu nay về tham nhũng tiêu cực chưa được sờ đến đó là những việc xảy ra trong nhà thương điên người dân gọi như thế nhưng mà từ chuyên môn thì nó rất tao nhã viện pháp y tâm thần trung ương Thế nhưng trong huyện pháp y tâm thần trung ương đồng biên hòa thực sự là một ổ tội phạm và những ổ tội phạm này đã biến những kẻ tội phạm 15, 20 năm trung thân hoặc tử hình trở thành những bệnh nhân nhằm thoát án, thoát sự điều chỉnh của pháp luật trước sự bất lực của cơ quan điều tra và người dân cũng như người bị hại. Cơ quan điều tra đã cố gắng chứng minh tội phạm chứng minh được rồi khung hình phạt 15 20 năm trung thân của tử hình thì họ chỉ cần đưa ra một tờ giấy A4 thôi giám định tâm thần thế là không còn một chiếc tội phạm nào cả có nhiều người nói rằng thế phải chữa bệnh bắt buộc chứ bắt buộc là gì là giao nhà thương điên biến nhà thương điên thành phòng khách của mình lập phòng bài lắc như một vụ án cũng đã được bộ công an phá vỡ thưa các chị và như vậy có khả năng bộ công an sẽ tiếp tục làm rõ vấn đề này kể cả trong nam ngoài bắc trong nam thì đã bắt uh, hốt hút trọn ổ 15 người ở viện pháp y tâm thần trung ương biên hòa ngoài bắc thì cũng đã bắt một bệnh viện rồi và bắt sẽ một bệnh viện tâm thần luôn rồi và thứ hai quan trọng hơn vụ uh, vụ án pháp y tâm thần chúng tôi sẽ có bài phân tích riêng và nói chuyện riêng chúng tôi muốn hôm nay chúng tôi muốn nói đến vụ công ty công viên cây xanh công minh công ty công ty cây xanh công minh là một vùng tối và nó cũng tương tự như là vụ phúc sơn hay vụ Thượng an nó lớn như thần lớn nhanh như thần là một công ty vô danh tự tốt bỗng chốc trúng thầu rất nhiều gói thầu trên thọ quốc và nó vừa giống Thượng an vừa giống phúc sơn và vừa giống aic của nguyễn thị thanh nhàn đánh đầu thắng đó dự thầu ở đâu thắng ở đó thắng ở đó Thưa các anh chị không thể tưởng được được tham dự hai trăm hai mấy gói thầu trúng trúng trên 170 bảy gói thầu con số không thể tưởng được chị nhà cũng không đạt được và chúng ta thấy rồi phúc sơn thuận an phía sau đều có những người đỡ đầu và khi bắt phúc sơn phá án phúc sơn chủ tịch nước võ văn thưởng phải xin thôi chức khi phá án thuận an Phạm Thái Hà có chủ nhiệm trong phòng quốc hội bị bắt, chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ phải xin thôi chức. Vậy thì khi phá án Công Minh xong xuôi, ai sẽ phải rời chức đây phải không? Điều đó chúng ta không biết và chúng ta chờ đợi thôi. Bây giờ chúng ta điểm qua một số hoạt động của công ty cây xanh Công Minh để các anh thấy quy mô của nó như thế nào. Dù qua cơ quan an ninh điều tra, bộ Công an đã liên tục có công dân yêu cầu các tỉnh thành phố cung cấp thông tin tài liệu các dự án trồng chăm sóc cây xanh chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến năm 2023 liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh công minh và theo đó thì có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật của công ty này và các cá nhân tổ chức liên quan trong quá trình thi công dự án chăm sóc cây xanh chỉnh trang đô thị tại nhiều địa phương và chúng ta thấy rằng vụ án này cũng tương tự như vụ Phúc Sơn hay là thuận an hay là IC có nghĩa là nó cấu vào ngân khố quốc gia cấu vào tài sản quốc gia nó tham dự những dự án đấu thầu công công trình công và kê giá lên có lẽ là như vậy và chiếm đoạt tài sản của nhà nước trực tiếp tài sản của nhà nước công ty công cây xanh công minh có tiền thân là cơ sở cây cây kinh doanh cây giống công minh ra đời tháng 1 năm 1993 tại, Đồng Nai, rồi tháng 7 năm 94 chuyển về Phước Long, Sông Bé. Hiện nay là tỉnh Bình Phước, các anh chị. Lúc đó chẳng ai biết đến công ty này, nó rất nhỏ bé. Rồi, năm 2008, công ty cây xanh công minh được thành lập, và bắt đầu hoạt động trong nhiều lĩnh vực như thi công, trong sóc công trình cây xanh, cảnh quan đô thị, duy tu, nạo vét thoát nước. Nhân dân và nhân dân. Vâng, chỉ mấy năm sau thôi, 10 năm sau thôi à, tháng 3 năm 2019, công ty Công Minh đã lớn như thần và nhận được quân chương lao động hạng 3 cho doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại Bình Phước nhận được danh dự này. Và công ty lúc này đã có 1.600 cán bộ, 62 văn phòng, 63 văn phòng đại diện ở 52 tỉnh và thành phố trong cả nước. Thật khủng khiếp. Tỷ lệ trúng thầu của công ty này ở một con số khó tin thứ anh chị. 75% của thầu 75% gối thầu đã trúng khi tham gia bất kể ở đâu. Trong quá trình hoạt động, công ty cây xanh công minh đã trúng hơn 75% gói thầu ở nhiều tỉnh thành phố, với hoạt động chính là lĩnh vực cây xanh đô thị và công trình công nghiệp. Công ty này đã tham gia 228 gói thầu, trong đó trúng 172 gói, được 37 gói, 14 gói chưa có kết quả và 5 gói bị hủy. Và rất nhiều địa phương. Và chúng tôi ví dụ như là Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Trà Vinh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau, Bạc Liêu, Dân Dân, Bình Dân. Còn nhiều nữa, danh sách nối dài có liên quan đến công ty Công Minh đang bị điều tra. Cụ thể thì tại Đắk Nông, công ty Công Minh đã trúng 4 gói thầu. Gồm gói thầu đường nội thị và vệ sinh qua Duyên cơ rãnh thoát nước phát quan cỏ làm cỏ đô thị hồ tây và khu vực thị trấn dân dân và dân dân rồi chiếu sáng dân dân và dân dân à, nói chung là chúng tôi xin không à, à, dẫn chứng ở đây nó rất nhiều thưa các anh chị và công minh dự thầu ở đâu hầu như là trúng ở đó trúng ở đó và những lần họ không trúng thầu có lẽ là họ không muốn trúng mà thôi không muốn trúng mà thôi tham gia 228 gói thầu mà trúng hết 72 gói thầu. Thật là con số đó không thể tưởng được thưa anh chị. Không có nhà thầu nào trên thế giới, công ty nào trên thế giới có tỷ lệ đạt trúng thầu cao như vậy. Và một câu hỏi là ai đã đỡ đầu cho công ty công minh để nó lớn nhanh như thổi và có những sức mạnh quyền bí như vậy? Không thể không đặt ra câu hỏi như vậy bởi lẽ đã có tiền lại tiền án từ vụ Phúc Sơn và vụ Thuận An rồi. Thưa các anh chị, ở đây chúng tôi không đồn đoán gì cả, chúng tôi chờ đợi kết luận của cơ quan điều tra. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.